Rồi, à, đây là căn shop house 7x18. À. Một trệt 3 lầu và lấy sân đây. Thường áp mái ạ. À. À, với cái căn này á thì ngoài cái mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ phía trước là 60m thì ở đây thì có thêm một con đường 12m để dọc theo và để có thể là kinh doanh buôn bán dừng xe lại được ha. Dạ, thì ở đây á thì chủ đầu tư là hoàn thiện mặt ngoài hết luôn như vậy luôn, áp đá đầy đủ hoa tươi ha, rồi tất cả những cái tiện ích bên ngoài như cây xanh nè, rồi những cái tiện ích bên ngoài chủ đầu tư bàn giao hết luôn. Còn bên trong thì nhà thô thì mình có thể thiết kế xây dựng luôn. Những căn này thì bên này hoàn thiện ở trong thì tùy theo mình, như một căn ở tầm khoảng từ 2 tỷ đến 4 tỷ tùy theo cái công năng của sử dụng. Dạ. À, như căn này thì giá bây giờ rơi vào tầm khoảng từ 22 đến 24 tỷ. Dạ. Đây là cung đường Nguyễn Hữu Thọ. Con đường này á, là dạng như là cắt ngang của dự án luôn. Thì dự kiến cũng được mở rộng là 60 mét luôn. Và bây giờ họ mới mở rộng một len thôi. Mới một len thôi và bây giờ họ đã nâng đường lên rồi. Tiếp giáp với Nguyễn Hữu Thọ hả? Dạ. Nguyễn Hữu Thọ. Ừ, cái này con đường này là nó cắt ngang với đường Nguyễn Hữu Thọ. À, và con đường gọi là đi ngang của qua cái dự án á. À. Thì con đường này á là có đã làm một cây cầu mới rồi, lên phía bên tay trái nữa rồi ha. Đây, còn một cái len cũ phía bên kia ha. À. Đó, thì sau này sẽ được nâng cấp lên. Và ở đây từ bên này thì mình nhìn xuống là thấy cái phân khu đầu tiên là Zai River Country One ha. À, rồi sau đó mình bây giờ là mình di chuyển vào bên trong xa kia nữa là toàn bộ của dự án. À, theo cái dạng như là bắt ngang từ Nguyễn Hữu Thọ sang Lê Văn Lương ha. Thì trên đường Phạm Hữu Lầu này thì mình phía bên tay phải là nó có cái phân khu mới, là cái phân khu sắp vài bữa nó triển khai đây. Thì cái phân khu này vừa là giáo dục vừa là trường học. Thì cái phân khu giáo dục và trường học này á thì đã có một cái trường đại học gọi là Chadwick rồi, là khi nãy em nói là họ đã ký hợp đồng rồi và họ đã qua đây là họ xây cái trường của cấp tế cấp 1, 2, 3 của Anh hay gì? À, cái trường này quốc tế của Mỹ. Dạ, trường của Mỹ. À, đây cái sau này cung đường Nguyễn Hữu Thọ thì rất là đẹp mà mới hình thành lên, nhưng mà nhìn nhớ là đã mới lúc nào cũng đẹp hả? Dạ, rồi trồng cây vỉa hè. Bữa nay đây là một cái chủ đầu tư rất lớn, gọi là tập đoàn GS của Hàn Quốc. Là một tập đoàn này á là như là số 1 của tại Hàn Quốc và đứng khoảng trong top là 25 công ty là về quy hoạch kiến trúc hạ tầng và bất động sản trên toàn thế giới á, nên họ thiết kế rất là đẹp luôn. Còn về xây dựng á, thì sẽ có đơn vị thiết kế là ông anh ông và một số cái tư vấn kiến trúc và Pecolin nữa, nên nó là về cái kiến trúc đô thị nó rất là đẹp luôn. Dạ, thì khi nãy giờ mình đi từ dọc từ đường Nguyễn Hữu Thọ sang đường Lê Văn Lương đó, gần tới đường Lê Văn Lương rồi thì mới gọi là đây là gọi là những cái điểm đầu của dự án ha. À, coi như là cái lối đầu của dự án và sau đó còn dài xuống đến mấy cây số tới đường Nguyễn Bình nữa, nên nó dự án gọi là rất là lớn luôn. Mình mà những người mà sở hữu giai đoạn đầu của dự án mà là thấp tầng nữa thì mức độ sinh lời cực kỳ cao luôn, bởi vì là dự án này á nó có khoảng tổng công là 700 căn thấp tầng thôi. À, mà đã bán là khoảng hơn 350 căn rồi thì bây giờ còn khoảng 350 căn thì chưa chắc được tới sẽ mở bán, nên cái giai đoạn thấp tầng đợt này á mình mua là quá tuyệt vời rồi. À, đây bắt đầu là mình rẽ phải vô, mình để vô cái phân khu nhưng mà đi thì còn thứ hai nó nói tiếp ở đây đi nữa phải không? Dạ. Thì cái phân khu này gọi là phân khu Zai Edu Country. Thì cái phân khu này rất là lớn, nó vừa trường học mà vừa là khu dân cư luôn, hình thành trong này luôn. Zai Edu County rất là rộng, từ bên này qua bên kia luôn. Thì ở đây thì có rất là nhiều căn hộ nè, rồi rất là nhiều trường học, và trong đó có trường đầu tiên là trường Đại học Chadwick ha.